Hello everyone, mình tên là Lê Vũ Hoàng Thiện, mình đến từ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Em đang tham gia chương trình chạy hè BSC. Tính tới thời gian hiện tại thì em đã ở chạy hè được tầm 2 ngày. Trường này nằm ở trên núi cho nên là em cảm thấy không khí rất là thoáng mát, mới mẻ, trong lành, kiểu mình có thể thả hồn vào đó được. Hiện tại thì em đã hầu như là làm quen hết tất cả các bạn ở đây. Các bạn ở đây khá là thân thiện với nhau. Rồi tụi em cùng chơi rất là nhiều trò để có thể gắn kết cái tình bạn bè lại với nhau. Tụi em cũng hiểu hơn về nhau. Ở trong trường em thì em sẽ có hai liên quan để chơi thể thao bên bên khuôn viên trường. Em cũng đã có làm quen với lại rất nhiều người kiểu người nước ngoài mới. Em cũng đã học thêm được rất nhiều tiếng Anh. Em thấy khá là phù hợp. Phòng ngủ thì kiểu nó rộng, mới mẻ. Không khí thì trong lành, mát mẻ. Em chỉ cần nằm xuống là em ngủ luôn. Còn đồ ăn thì khá là ngon, mọi người ở trong đây thì khá là thân thiện với nhau. Em hy vọng là mình sẽ trau dồi tiếng Anh của mình nhiều hơn, cũng như là tiếp xúc chơi vui chơi với mọi người nhiều hơn để em có những cái kỷ niệm sau này, khi sau lớn lên là em sẽ không còn được như vậy nữa.